Xin chào các quý cô bác và anh chị chúc à, mặt mọi người đây là một cái giống lan khá là đặc biệt thì mới nhìn vào thì các bác anh chị sẽ thấy là nhìn nó cái vẻ bề ngoài nó giống như những là cái củ khoai tây hay là củ khoai mì nó kiểu nó chọc lóc không có lá gì hết nhé mọi người à, nhưng mà thật ra thì do cái mùa này là cái mùa là cái cây nó đã xuống lá rồi mọi người à, mùa cây nó xuống lá để bắt đầu nó ra cái mâm mới Nên là mọi người sẽ không thấy được cái lá của nó đâu ha à, đây À, số cây thì nó bắt đầu đây em bỏ nó nhú nó nhú lên cái mâm này mọi người xem Đấy. rồi cái thời điểm này thì về các bác anh chị trồng thì nó sẽ bắt đầu nó dần dần nó lớn cái mâm nó lớn lên á, là nó sẽ ra cái cây to lúc đó thì lá nó sẽ xum xê hơn á còn à, hiện tại thì nó cái cây mẹ nó đã xuống lá rồi nó cũng là một cái kiểu là cái chu trình à, phát triển của cây lan thôi cái, à, cây lớn mập khỏe ra hoa xong rồi xuống lá lá xong rồi rụng hết lá xong rồi lại bắt đầu lên mầm mới cho chu kỳ mới ha và cái giống lan này thì có tên gọi là ngọc trai đen mọi người nhé nó là một cái loài lan thuộc cái dòng lan thiên nga nhưng mà hoa của nó lại là, là hoa màu đen và đây là một trong số rất là ít cái loại hoa lan trên thị trường hiện nay mà cho ra cái màu sắc là màu đen mọi người gọi là màu đen huyền bí rồi đây em sẽ thêm số hình ảnh về cái cây ngọc chai đen hoa của ngọc trai đen này cho mọi người cùng ngắm nha hoa nó đầu đen nhánh mà rất rất là to mọi người nha hoa rất là to luôn và cái giống này là một cái giống lan nhập ngoại tức là nó có nguồn gốc là từ bên châu Mỹ mọi người nha cái cây này nó là của một cái giống lan bên Châu Mỹ về rồi à, cái dòng ngọc chai đen này thì hoa nó màu đen mà người lưỡi hoa màu đen nha có rất nhiều giống ngọc trai với thiên nga trên thị trường và có thể có một số cái màu khác mà mọi người hay thấy dù màu cam màu trắng hay là màu vàng màu đỏ gì đó. nhưng mà riêng đối với cái cây ngọc trai đen vẫn là cái cái loại mà lan giá trị cao nhất giá nó cao hơn mấy loại kia nhiều mọi người bởi vì cái màu đen là cái màu rất là hiếm gặp và đặc biệt là nhiều anh em yêu thích nữa thường thường thì anh em sưu tầm cái giống lan rừng thì mọi người hay thấy là những cái kiểu hoa, cái màu sắc nó rất đa dạng ha, từ màu vàng, màu trắng, màu đỏ, màu hồng nữa. Nhưng mà rất hiếm khi là có cây nào màu đen mọi người. Chính vì vậy những cái cây mà hoa màu đen thì đặc biệt là được ưu ái là được trồng chăm sóc trong làm giống trong vườn nhà. Rồi, đây là cái củ nó mọi người. Rồi hôm nay thì em quay clip lên đây để chia sẻ giống cho anh em nhé. Đối với cái cây này thì à, em bên vườn em thì bán là giá là một trăm rưỡi một một cây bên này nhé mọi người 150 là một trăm rưỡi lần cây à, cây đang nhú mầm lên nhú sẵn mầm lên về anh em trồng nó sẽ rất nhanh lớn nha à, mà đợt trước thì nhìn nó to hơn do nó có lá lá nó mọc ra nhưng mà đợt này thì nó xuống lá hết rồi à, về anh em trồng dần, dần dần những cái mầm này nè thì nó sẽ bắt đầu nó nhú lên nha trăm à, rưỡi cây còn ví dụ mà à, hai mua hai cây thì sẽ có giá là hai trăm rưỡi mọi người nhé hai cây hai trăm rưỡi thằng này là hoa đen mọi người lưu ý là hoa màu đen nên là giá nó cao hơn mấy loại kia à, loại màu sắc khác một tí nên là mọi người có siêu tâm để chúng ta đầu tư tỷ nha à, và cách trồng cách chăm sóc rất đơn giản về những cái cây như vầy nè thì mọi người trồng vào những cái chậu vỏ thông hoặc là những cái chậu mà trồng vỏ thông với giớn như vầy là được mọi người à, rất dễ trồng dễ chăm sóc thôi về chăm tưới bình thường đây là một cái giống lan thì nó rất dễ thuần hả à, đây một số cái chậu thì vườn em trồng sẵn đây à, trồng sẵn trong chậu rồi đó mọi người cứ thế về làm thôi cây thì nó đầy đủ rễ phát triển rồi, đó, về cứ làm một cái chậu vỏ thông, à, mọi người trồng vào đó là được, chăm tưới bình thường mọi người nhé. À, rồi về tầm cỡ dịp cuối năm khi mà cây nó phát triển khỏe ổn định thì lúc đó thì nó sẽ bắt đầu ra hoa mọi người nhé, hoa và hoa rất là dài và hoa to cực kỳ luôn. rồi, rồi thì à, hôm nay thì em đang còn một số cái cái cũ nữa thì anh em có nhu cầu sưu tầm cứ liên hệ tới số điện thoại của em để trên À, tiêu đề góc màn hình mọi người nhé mọi người liên hệ đài 0384750258 và giá là chưa bao gồm phí vận chuyển mọi người nhé phí chuyển sẽ do bên đơn vị vận chuyển họ thu mọi người mua mọi người thanh toán tiền à, lan với tiền ship cho bưu tái lúc nhận hàng được quyền kiểm tra hàng trước khi nhận mọi người ha à, đây à, dần dần mọi người trồng thì nó sẽ kiểu như vậy mọi người nó nó cứ lên cũ lên thân lá kiểu vầy nè nhìn nó dễ thương lắm rồi xin chào và hẹn gặp lại cả nhà mình nha Xin chào cả nhà Ngoài các loại hoa lan thì bên em luôn có sẵn xâm dây ngọc linh Đây là một cái đặc sản, một cái dược liệu rất là nổi tiếng của rừng ngọc linh con tum mọi người nha Thì cái xâm dây ngọc linh này thì được anh em chuyên dùng trong các dịp lễ Tết hoặc đón tiếp khách quý mọi người Các bán chị thường hay dùng nhất đó chính là ngâm rượu Ví dụ mọi người một ký như vậy, ký khô vậy mọi người thể ngâm được với 10 lít rượu Tầm cỡ 7 ngày trở đi là dùng được rồi. Ngâm càng lâu uống càng ngon nha. Ngoài ra thì đối với anh em mà không dùng được rượu, Chúng ta có thể là dùng để sắc nước uống hàng ngày, Mỗi ngày dùng 3 lần, mỗi lần từ 15 tới 20 g ha. Đây, cái công dụng thì nó có cực kỳ nhiều luôn. Công dụng bồi bổ toàn thân nè, kích thích miễn dịch nè, dùng trong sinh nhược, ăn không ngon, ốm lâu ngày, lợi giom xa và con rong huyết nè chống mệt mỏi, tăng sự thích nghi của cơ thể, tăng tiết sữa, bổ máu, tăng hồng cầu, bình ổn huyết áp, giúp giải khát, trị đá dắt ỉa chảy, mất nước, kích thích tiêu hóa, trị về gan, ghẻ cốc mọi người nha. À, ngoài ra ở trong sâm gian ngọc linh người ta còn tìm thấy một cái hoạt chất Sabonin hoạt chất này thì chuyên để phòng ngừa ung thư và có tác dụng trong hỗ trợ điều trị ung thư nha mọi người nha. thì nó có tác dụng là ức chế những cái tế bào ung thư. À, à, rồi đây một ký như vậy rất là nhiều mọi người thì có giá là 600 trăm ngàn và À, mọi người ngoài ra thì mọi người muốn mua nửa ký dùng thử thì bên em cũng có bán nửa ký này nha nửa ký thì có giá là 300 ngàn à, còn một ký thì giá 600 anh em nào có nhu cầu sưu tâm thì liên hệ số điện thoại đại 0384 750 tám để dùng mọi người nha rồi cái này là uống rất lành tính luôn không có bất cứ tác dụng phụ à, giống như một số cái loài à, đặc sản ví dụ như là, là à, côn trùng hay là nấm rồi đây mọi người ha à. uống rất là tốt thơm ngon vị dịu ngọt ha à.